quà xuân gửi tặng anh giải phóng quân. Trường kỳ mai chẳng được khéo tay, xin các anh hãy vui lòng nhé. Tôi chỉ căng tay không biết sẽ về ai, đôi cánh chim bay không biết sẽ về ai, nhưng lòng em vẫn tin ở ngày mai. Ngày mai rợp bóng cờ bay, ngày mai cầm chiếc khăn tay em đón nhận. Hành quân cơm sắn bên lưng, dựng thêm lòng, dựng thêm lòng khi nắng hạ mưa đông. Cảm ơn ca sĩ Thiên Phú đã mang lại ca khúc Chiếc Khăn Tay rất là dễ thương và mang lại không khí chiến đấu của rất nhiều hình ảnh người phụ nữ đẹp ngày xưa cho tới bây giờ, đúng không nào? Dạ, và điều quan trọng hơn nữa đó là tình cảm của những người luôn chờ người yêu của mình, người chồng của mình đi chiến đấu bằng cách đó là gửi gắm những cái tín vật định tình trong cái bài hát này, chính là Chiếc Khăn Tay. Không biết là chị có thể chia sẻ một chút về cái ý nghĩa xoay quanh hình ảnh Chiếc Khăn Tay. Nó không chỉ là câu chuyện của cả hai người đúng không ạ, mà nó còn có ý nghĩa lớn lao hơn nữa. Vâng, trước khi chia sẻ cái hình ảnh, cái hình tượng mà Chiếc Khăn Tay thì tôi cũng muốn giới thiệu một chút về nhạc sĩ Xuân Hồng. Thì ông là một nhạc sĩ, chiến sĩ, có rất nhiều những cái ca khúc ra đời trong cái khoảng thời gian của hai cuộc kháng chiến chống Mỹ và chống Pháp. Thế chia sẻ về cái hình tượng mà Chiếc Khăn Tay thì tôi thấy là trong cái cuộc kháng chiến thực tế của mình ấy, có rất nhiều những cái kỷ vật đã từng gắn bó với những cái người lính, những cái người chiến sĩ. Khi mà ra trận, người ta luôn mang theo hình ảnh của những cái người thân yêu nhất, và đấy chính là cái nguồn động lực để cho người ta có thể hy sinh nó về những cái lớn lao hơn. Nó mang cái ý nghĩa không chỉ là những cái vật bình thường, vật dụng bình thường, mà nó mang ý nghĩa lịch sử. Thì tôi thấy là ngay trong cái bài mà Chiếc Khăn Tay của nhạc sĩ thì cũng có nói đến cái hình ảnh đấy, những cái kỷ vật rất là mang tính lịch sử, ý nghĩa rất lớn.